chanh tứ quý hay còn gọi là chanh tứ mùa. Đặc điểm của giống chanh này là sức sống khỏe, có thể cho quả quanh năm, chanh không hạt và rất nhiều nước. Kỹ thuật trồng chanh tứ quý cũng rất đơn giản, chỉ sau một năm trồng, cây đã có thể ra hoa, đậu quả. Phổ thích nghi của giống cũng rất rộng, có thể phù hợp trồng trên nhiều loại đất và nhiều vùng sinh thái ở nước ta. Tuy nhiên, để chanh tứ quý cho quả tập trung, chất lượng quả tốt, yếu tố chăm sóc là vô cùng quan trọng. Trong chương trình ngày hôm nay, anh nông dân Nguyễn Hữu Hà ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên sẽ chia sẻ với bà con bí quyết chăm sóc cây chanh tứ mùa. Theo anh Nguyễn Hữu Hà, việc ra hoa quả quanh năm là ưu điểm nhưng cũng là thách thức với các nhà vườn. Nếu không nắm bắt được kỹ thuật chăm sóc tốt, sau nhiều đợt ra quả, cây chanh sẽ bị suy kiệt, dẫn đến giảm năng suất ở vụ sau. Chăm sóc cho cây chanh này nó có tác động là giúp cho cây hồi phục nhanh và giúp cho cây tạo được nhiều năng lượng và hút được nhiều chất dinh dưỡng hơn. Và cây sẽ ra quả và hoa tập trung. Lúc này, miền Bắc thường xuyên xuất hiện các đợt mưa. Độ ẩm trong vườn liên tục cao sẽ ảnh hưởng nhất định đến sự sinh trưởng và phát triển của cây chanh, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ phát triển dịch bệnh. Nắm bắt được hình thái thời tiết để đưa ra quyết định chăm sóc là yếu tố tiên quyết để thành công với cây chanh tứ quý. Thưa bà con, thì cây chanh nó cũng rất là mẫn cảm nhé. Nếu như chúng ta tác động mà cho ăn phân mà không đúng hoặc là kỹ thuật không đúng thì cái trái non nó sẽ không đậu và trái già thì lại to quá. Đó. Đấy cũng là một cái phương pháp mà chúng tôi đã phải nghiên cứu và tìm tòi để làm sao mà cho cây nó cân bằng dinh dưỡng. Ví dụ như là lượng NPK, đấy, ví dụ như là nó có phải là cân đối. Ví dụ như cây quả 3 tháng tuổi thì nó phải cần hàm lượng NPK bao nhiêu thì chúng tôi cũng phải cho ăn và bà con cũng phải cho ăn theo đúng cái hàm lượng đó thì nó mới đạt được cái năng suất. Theo anh Hà, đối với cây chanh trong thời điểm này, quan trọng nhất là bổ sung dinh dưỡng cho cây. Trước khi bón phân cho cây chanh, anh Hà sẽ tiến hành sáo xới nhẹ lớp đất mặt trên bề mặt luống, chừng 2cm. Mùa này thì chúng ta chỉ phá bề bề mặt thôi, phá bề bị bí thôi, chứ không phải là để cải tạo rễ. Thì chúng ta chỉ sáo sâu khoảng 2cm thì nó không chạm đến rễ, thì cây nó bắt đầu mới có cái đất để nó thở, để cho nó lượng rễ nó ăn lên. Đấy. Khi chúng ta bón phân hữu cơ nó cũng không trôi và nó ngấm được xuống dưới đất. Lưu ý bà con nhé, chúng ta xới ở luống thì chúng ta chỉ xới bỏ lại mặt luống khoảng 6-80cm là chúng ta không xới vào đó. Vì sao 6-80cm là hàng năm cái rễ tôm nó lên trên đấy rất là nhiều. Chúng ta bón rất nhiều vi lượng khoáng vào trên đấy thì cái rễ tôm nó sẽ tập trung ở đó. Ví dụ chúng ta phải xới ở dưới bề mặt dưới này là vì chúng ta đi lại sau khi hái quả, thu hái và chúng ta làm các công việc khác, tỉa cành thì chúng ta dẫm nhiều, nó sẽ bị dí đất. Theo anh Hà, sau khi xới gốc, bà con có thể tiến hành bón phân cho cây chanh. Nguyên tắc của việc bón phân là nhìn cây để tính toán lượng bón, tránh việc bón đại trà sẽ ảnh hưởng đến năng suất của cây. Ví dụ như bây giờ thì chúng tôi phải đưa dinh dưỡng là với hàm lượng là 12 và 7, vì 12 lân, 12 kali và 7 đạm. Để làm sao? Nếu bà con mà cho ăn nhiều đạm quá thì cái hàm lượng đạm nhiều quá thì nó sẽ bốc, dẫn đến cây nó sẽ đâm nhiều chồi thì nó sẽ phải nhả trái. Vì thường thường cây nó có hai tác động là nó phải bảo vệ sự sinh tồn. Đó. Thì chúng ta là phải cho ăn đủ dinh dưỡng, đúng dinh dưỡng. Với cây khác thì lại phải khác. Ví dụ như cây mà nó đang ra hoa không hoặc nó có trái ít thì chúng tôi lại cho ăn khác. Bên cạnh việc tổ chức bón phân cho cây chanh, thời điểm này bà con cũng nên bón bổ sung phân bón lá có hàm lượng bo canxi cao lên cây hoặc siêu lân và siêu kali để làm dai cuống quả, tăng tỷ lệ đậu quả đối với lứa quả non. Đồng thời trong giai đoạn này, bà con cũng đặc biệt lưu ý đến việc phòng trừ sâu bệnh hại cho vườn.